Bộ Y tế thông tin về thuốc làm từ thịt người. Chiều ngày 9 tháng 11, Bộ Y tế có thông tin chính thức khẳng định Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế không cho phép đăng ký sản xuất, nhập khẩu và lưu hành các thuốc Trung Quốc làm từ thịt người tại Việt Nam. Cục Quản lý Dược đã đề nghị các sở y tế tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân không mua bán sử dụng các sản phẩm thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ. Nếu phát hiện các sản phẩm thuốc nêu trên, cần báo ngay cho các cơ quan chức năng để xử lý. Phối hợp với các cơ quan hải quan, quản lý thị trường, công an, ban chỉ đạo 389 địa phương tăng cường kiểm tra phát hiện các sản phẩm nêu trên, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm theo quy định, báo cáo về cục trước ngày 15 tháng 12. Những ngày gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng có đưa tin tổ chức tiêu chuẩn Nigeria xác nhận có dược phẩm của Trung Quốc trên thị trường Nigeria có chứa thành phần thịt người. Các thuốc này ở dạng viên con nhộng được quảng cáo có tác dụng tăng sức đề kháng, điều trị ung thư, tiểu đường và một số bệnh ở giai đoạn cuối. Sự thật đáng sợ về loại thuốc làm từ thịt người của Trung Quốc. Tổ chức tiêu chuẩn Nigeria SON mới đây đã xác nhận một loại thuốc của Trung Quốc trên thị trường Nigeria có chứa thành phần từ thịt người. Ông Bola Fasina, phát ngôn viên của SON cho biết Trước đó, họ đã nhận được một lá thư của cơ quan tình báo quốc gia NIA Nigeria về loại thuốc có xuất xứ Trung Quốc này. Theo đó, lá thư của NIA cho biết ngày 30 tháng 9, cục hải quan Hàn Quốc đã tịch thu 2.715 viên nang hình con nhộng của Trung Quốc chứa tản dư của con người từ bào thai, trẻ sơ sinh và thịt do một số người Trung Quốc nhập vào nước này. Các nhà sản xuất cho rằng. Các loại thuốc này có thể tăng cường sức chịu đựng, chữa bệnh ung thư, tiểu đường và một số bệnh nan y khác. Bộ An toàn Thực phẩm và Hàn Quốc nói rằng 18,7 tỷ virus, bao gồm virus viêm gan B, được tìm thấy trong các viên thuốc giết người của Trung Quốc. Các viên thuốc được buôn lậu trong vali qua đường vận chuyển thư quốc tế. Theo điều tra của NIA, các viên thuốc chứa đầy bột thịt lấy từ những đứa trẻ đã chết. Theo đó, các thi thể này đã bị cắt thành từng miếng nhỏ và sấy khô trên bếp trước khi được chế biến thành bột ở Đông Bắc Trung Quốc. NIA đã cảnh báo một số cơ quan liên quan bao gồm SON, cơ quan quản lý thực phẩm và hải quan Nigeria về loại thuốc Trung Quốc đang lưu hành. Ngoài ra, các tổ chức này cần đẩy mạnh giám sát hàng hóa và bao bì với thuốc nhập khẩu vào trong nước. NIA cũng nhấn mạnh việc chế tạo thuốc làm từ thịt người và tiêu thụ chúng là tội ác bất nhân có thể dẫn đến những mối nguy nghiêm trọng về sức khỏe. Tin tức chấn động này khẳng định Nigeria sẽ phải trả giá đắt khi để cho đất nước của mình trở thành nơi bán phá giá cho các sản phẩm giá rẻ được sản xuất ở nước ngoài. Thật không may, điều này bao gồm cả việc chính phủ liên bang và các nước châu Phi khác đang muốn huy động các khoản vay Trung Quốc và các dịch vụ tài chính khác mà không kiểm tra kỹ lưỡng các điều kiện kèm theo có thể gây nguy hại cho nền kinh tế quốc gia. NIA khẳng định họ đang tiến hành điều tra thêm để có thông tin chi tiết. Đây không phải là lần đầu tiên các loại thuốc từ bào thai và thịt người được bán ra thị trường. Năm 2011, các cơ quan chức năng Trung Quốc đã tiến hành điều tra việc sản xuất các loại thuốc làm từ bào thai chết. Năm 2012, hàng ngàn loại thuốc tương tự đã bị tịch thu tại Hàn Quốc. Hầu hết thuốc được nhập khẩu từ phía Đông Bắc Trung Quốc, một số loại được giấu trong các hộp thuốc hợp pháp. Tờ Chosun Aibo của Hàn Quốc cho biết, các viên nang này được bán với giá 40 đến 50 000 won ở một số cửa hàng thuốc đông dược. Các chuyên gia cho biết vấn đề này bắt nguồn từ niềm mê tín dị đoan, cho rằng tiêu thụ các bộ phận cơ thể của trẻ nhỏ sẽ cung cấp cho con người sức mạnh thể chất đặc biệt hoặc chúng có tác dụng chữa bách bệnh. Khởi tố nguyên Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Tín và 4 bị can. Ngày 10 tháng 11. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố đối với nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Tín và 4 bị can khác. Tối ngày 10 tháng 11, lãnh đạo cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác nhận đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý sử dụng đất đai xảy ra tại tổng công ty bia rượu nước giải khát Sài Gòn Sabeco. Ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can về hành vi vi phạm các quy định về quản lý đất đai, quy định tại Điều 229 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Đối với ông Nguyễn Hữu Tín, sinh năm 1957, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, trú tại phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Đào Anh Kiệt, sinh năm 1957, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, trú tại phường 7, quận Phú Nhận, Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Trương Văn Út, sinh năm 1970, Phó trưởng phòng quản lý đất Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, trú tại phường 7, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Ông Lê Văn Thanh, sinh năm 1962, Phó Tránh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, trú tại phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Thanh Trương, sinh năm 1974, Trưởng phòng đô thị, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, trú tại phường Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao có các quyết định phê chuẩn các quy định tố tụng nêu trên, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm của các cá nhân có liên quan tại các sở ban ngành của thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công Thương và tổng công ty Sabeco để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Theo thông tin từ Bộ Công an Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C01 đã tiến hành xác minh giải quyết tin báo về tội phạm có liên quan đến khu đất số 2462 Bà Trưng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh của Tổng công ty Bia rượu Nước giải khát Sài Gòn, Tổng công ty Sabeco. Căn cứ kết quả xác minh, ngày 8 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C01 đã tiến hành các biện pháp tố tụng, trong đó khởi tố vụ án hình sự Vi phạm các quy định về quản lý đất đai và khởi tố bị can, lệnh khám xét, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 5 bị can trên. Trước đó, ngày 18 tháng 9 năm 2018, liên quan đến Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm tại thành phố Hồ Chí Minh cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra các quyết định khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với các bị can về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, quy định tại điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015 đối với ông Nguyễn Hữu Tín. Cựu giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đào Anh Kiệt vừa bị khởi tố từng báo mất 1,6 tỷ để ở cơ quan. Ông Đào Anh Kiệt khi đương nhiệm chức giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Hồ Chí Minh từng có công văn trình báo việc bị mất tiền tỷ để tại cơ quan. Ngày 10 tháng 11, cơ quan điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Tín, 61 tuổi. Ông Đào Anh Kiệt, 61 tuổi, nguyên giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Hồ Chí Minh về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng đất đai xảy ra tại Tổng Công ty Bia Rượu Nước Giải Khát Sài Gòn, Sabeco. Bên cạnh đó, ông Lê Văn Thanh, 56 tuổi, Phó Tránh Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thanh Trương, 44 tuổi, Trưởng phòng Đô thị Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và ông Trương Văn Út, Phó phòng Quản lý Đất đai Sở Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cũng bị khởi tố. Lực lượng chức năng cũng tiến hành khám xét nơi ở của các bị can nói trên, cấm rời khỏi nơi cư trú các quy định và lệnh trên đã được viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn. Trước đó, ông Nguyễn Hữu Tín, Đào Anh Kiệt, Lê Văn Thành, Nguyễn Văn Trương đã từng bị khởi tố trong vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Những người này được cho là có những sai phạm liên quan đến Văn Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm. Được biết, ông Đào Anh Kiệt trúng cử vào ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010-2015. Sau đó, ông được bầu làm Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, hồi tháng 8 năm 2014, ông Kiệt lúc đó còn đương chức Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, có công văn gửi thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và Công an quận 1 thông báo số tiền 1 tỷ đồng cùng 30.000 USD, tương đương khoảng 1,6 tỷ đồng của mình để ở phòng làm việc bị mất. Cụ thể, ngày 8 tháng 8 năm 2014, Ông Kiệt đến cơ quan trên đường Lý Thự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1 làm việc. Kiểm tra thì phát hiện 1 tỷ đồng và 30.000 USD để trong ngăn kéo bàn làm việc đã không cánh mà bay. Công an và cuộc xác minh, ông Kiệt khai báo số tiền bị mất là tiền tiết kiệm cá nhân của ông để tại cơ quan. Chia sẻ với báo chí, cựu giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường cho biết đó là tài sản dành dụm để mua nhà cho con tôi nhưng chưa kịp nộp cho nhà đầu tư. Theo đó, Ông Kiệt cho rằng định mua căn hộ có giá hơn 3 tỷ đồng và tài sản này được kê khai rõ ràng với ban phòng chống tham nhũng thành phố Hồ Chí Minh. Hiện vụ việc cựu giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đào Anh Kiệt bị mất tiền tỷ vẫn chưa tìm ra thủ phạm.